Đó, đây nè mọi người, có hai tay bụi cản luôn thấy không? Tay kế bên này là ba nè, anh cắt đi. Đây nè, cắt đi. Cái này nó nằm trên mặt đất luôn ha, nhổ gọn hơn luôn. Đây nè, đây nè. Đây nè. Quá trời cái này. Ôi, quá trời rồi, hốt rồi. Đây là mọi người, hai tay bự ha, bên đây nè. Đó, bên đây. Bên đây, bên đây nữa. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Rồi đây nữa nè. Đây nè mọi người. Ai dựng cái nhà trường con cái. Quy quy đây nè. Trời ơi, có chân đạp luôn á mọi người. Đây nè, đây nè. Trời ơi, đã. Thấy không nè. Trời ơi, phê. Con này bị con đi mát ăn rồi mọi người nè. Trời đã anh ơi, bên đây nữa, bên đây nữa, bên đây nữa, trời ơi, bên đây nữa anh ơi nè. Trời ơi, lần này nhiều hơn rồi anh ơi. Đúng rồi, đúng anh, đúng anh, quá trời luôn. Đây là một mớ nấm luôn mà anh Tân đi hái với mấy người bạn Tây á. Đó, hồi sáng nè mọi người, đây là nấm chân cừu nè. Đó, nấm dê đờ mu tung, nghĩa là dịch cái tiếng Việt là chân của con cừu, mình không biết kêu bằng nấm gì nữa. Đó, mà nấm này ăn rất là ngon luôn. Đó, giòn lắm, giòn mà ngọt lắm mọi người, rất là ngon. Đó, năm nay ở Pháp trúng nấm cho nên ai cũng đi hái nấm hết á. Người Pháp họ đi hái lắm, nó rủ anh Tân đi hái á. Đó, được một xề luôn nè. Đó, còn bên đây là nấm đùi gà nè, nó cũng quá chừng luôn mọi người. Năm nay là thời tiết nó thuận lợi cho nó nấm mọc quá. Đó, quá chừng luôn á, nhiều lắm. Đó, cho nên hai vợ chồng định đi hái tiếp tục. Bây giờ mình đi thôi mọi người. Xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay hai vợ chồng lại tiếp tục đi hái nấm nha mọi người. Bữa nay trời bắt đầu lạnh lắm rồi, bận áo ấm mọi người. Hôm nay sáng hiện bây giờ có 9 độ, 9 độ C, rất là lạnh luôn. Mà hả, mấy người bạn của anh Tân nè đi hái nhiều lắm mọi người, trúng nấm năm nay, nấm dữ lắm cho nên hai vợ chồng tiếp tục đi hái nha. Mời cả nhà đi theo hai vợ chồng nha. Hái nấm là mê khỏi muốn về luôn á cả nhà. Nhớ đi mọi người, nhớ xem hết video nha. Bây giờ mình đi thôi. Bắt đầu có nấm nha. chuẩn bị hái rồi mọi người, đây nè. Đó, thấy đựng tay rồi đó, thấy chưa? Nó bự không? Không nhận nó đã luôn. Quá trời người ta đi hái nấm luôn mọi người. Đó, bằng kia nữa kìa, kìa, đặt tay lên kia kìa. Đó thấy không? Đây nè. Cắt đi. Rồi, dễ vậy hả? Đây nè. Ủa sao tao nắm này, cái này sao cái đầu nó đang thù lùi vậy nè. Nè, nó đang thù lùi vậy. Ăn được không đây? Có chân màu hồng không? Không, cái này hư rồi. Hư rồi phải không? Rồi. Ừ. Nó cũ quá, cái màu nó đen rồi. Trời đúng quá rồi. Trời, mọi người nhìn thấy không? Nè. Đúng rồi, nhiều cái tàn quá. Tàn hết trơn rồi. Ừ. Nè. Ôi, cái này cũng tàn luôn rồi. Tàn không? Tàn hết rồi, mình xèo hả? Quá trời luôn, bên đây nè. Trời, người ta hái, người ta giục mình đi. Nè. Quá trời nè. Chỗ này là rừng thông không mọi người? Nói chỗ này thông không này không? Quá trời thông. Đâu? Anh Tân ở kia, đằng kia nó có gì nữa. Đâu? Hả? Nhiều luôn hả? Đâu? Đâu? À quý, ôi bự. Trời ơi nó mập mọi người. Coi này nó bự bằng tay luôn mọi người. Chứ mà hai tay bự chảy. Hú hồn. Cắt đi, đây đây nè. Trời ơi, nó bự dữ vậy. Trời ơi, nó bự. Nó bự mọi người. Nè. Trời ơi, hốt. Đã quá. Đó, đây nè mọi người, có hai tay bự chản luôn thấy không? Tay kế bên này là ba nè, anh cắt đi. Đây nè, cắt đi. Cái này nó nằm trên mặt đất luôn ha, nhổ gọn hơn luôn. Đây nè, đây nè. Quá trời cái này. Ôi, quá trời rồi, hốt rồi. Đây là mọi người, hai tay bự ha, bên đây nè. Đó, bên đây. Bên đây, bên đây nữa. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Rồi đây nữa nè. Đây nè mọi người. Ai dựng cái nhà trường con cái. Quy quy đây nè. Trời ơi, có chân đạp luôn á mọi người. Đây nè, đây nè. Trời ơi, đã. Thấy không nè. Trời ơi, phê. Con này bị con đi mát ăn rồi mọi người. Nè. Trời ơi, đã anh ơi. Bên đây nữa, bên đây nữa, bên đây nữa. Trời ơi, bên đây nữa anh ơi. Đây nè. Trời ơi, lần này nhiều hơn rồi anh ơi. Đúng rồi. Đúng anh. Quá trời luôn. Ừ. Chỗ này hơn chục tay rồi. Rồi, một tay này là hơn 100 gram nha mọi người. Ôi, hú hồn. Ôi, mới đây là thấy nhiêu đây rồi. Đã quá. Là la đã. Đã quá hả? Ừ. Mập, cái này nó mới lên non luôn nè hả? Mới lên luôn. Cái này là giòn gụm luôn, giòn khú luôn á. Đó. Trời ơi, phê. Đã thiệt là đã luôn. Đúng mánh. Đúng mánh nữa mọi người ơi. Đúng mánh nữa thôi, em mới nhổ lên nó bể cái đầu rồi. Đúng mánh nữa mọi người ơi. Nè. Đây này còn theo xíu nè. Nó mới lên á. Cái này một ngày thôi. Một ngày đi hái đâu được hái nhiều cho nên mình phải đi hoài. Trời đúng mánh. Đã thiệt.
Ôi, mới có đi vô đi được 15 phút thôi nè mọi người. Đã không? Trời ơi nó phê. Đúng. Ừ, nấm vừa lên ngon quá. Vừa lên ngon quá. Đây nè. Đây nhổ hai tay đi. Hai tay này khổng lồ luôn nè. Ôi có bao ngón tay xung quanh luôn rồi nè. Đây nè. Đó, ừ đó hai tay. Nhỏ xíu nè. Đó nó nhỏ xíu mọi người. Tôi mới ra ăn là nó giòn lắm. Ôi là đã. Đã luôn. Đã quá. Đó, hả? Có hả? À, nguyên cái này cũng mập ú ù nè. Đó, nấm đùi gà, nấm đùi gà, nấm xếp. Này xếp của các loại nấm á. Ôi là nè. Ở đây nên anh để coi coi. Nó bị cái trời mưa cái nó bị cái con gì nó ăn ha. Lim bớt á. Ừ. Phê phê mọi người, phê 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 phê. Đó, phê luôn. Chỗ này gặm ri gặm rít luôn mọi người. Cây cối ngã um tùm luôn mấy cái. Mấy cây cối nó ngã um tùm luôn nè. Thôi. Quá sáng luôn. Đây, có một tay bự trà bá luôn. Tay này ngon nè anh ha. Cắt đi. Wow, nằm trên mặt đất luôn á, đã rồi chứ. Đi sờ ba, đập bể rồi. À, trời ơi, cái này nó bự. Tay nấm xếp rồi mọi người. Cái này chân gà nè. Đùi gà nè chứ chân gà gì. Bự mà lo, cắt đi coi anh. Nó bự dữ vậy hả? Trời ơi, khủng hoảng vậy. Rồi, được ơi. Cái nấm nó bự. Ây ôi ơi, được mà, ngon mà. Còn nó về gửi cái nước xanh lắm. Ừ. Trời ơi, tao nấm. Trời ơi, cái nấm. Còn ngon mà. Ký luôn. Trời ơi, tao nấm này chắc ký đó mọi người. Khủng hoảng cái tế vậy. Nấm khổng lồ. Tao nấm khổng lồ nè mọi người. Cái này nó bự bằng, để bằng tay vô cái anh. Bự hơn bằng tay hả? Bự hơn nhiều bằng tay rồi hết nữa. Bằng tay mà nó không ánh xi nhê bằng tay luôn á. Trời ơi. Cái này nó hơi già thôi, vậy mình cắt bỏ cái lớp mút này ha. Ừ. Ăn bình thường, còn non lắm. Trời ơi, hú hồn. Đây nè. Tiếp tục mọi người ơi. Tiếp tục. Nè. Đã quá. Cái tay này đi ngang, nó đạp, nó ngã nghiêng luôn rồi nè. Nè. Trời ơi, non xèo luôn nè. Đâu. Đâu nè, anh bỏ vỏ này, bỏ tay này em vỏ đi. Đâu. Nghe chuyện đó. Quý trời ơi. Khổng lồ mọi người ơi, khổng lồ nữa. Trời ơi, tay nấm này nó cũng khổng lồ luôn. Trời ơi, khủng khiếp quá, tay nấm khổng lồ. Đã ghê luôn mọi người ơi. Trời ơi, phê. Ừ, em nói luôn, trời còn cứng nhắc kìa, tay nấm ngon lắm. Ngon lắm, nè không? Còn non xèo mà anh, ngon lắm. Trời ơi, đã. Khổng lồ. Trời ơi, tê anh ơi. Quá tê, còn nữa hát. Bỏ vô vỏ, tiếp tục mọi người ơi. Trời ơi, chỗ này sao mà khó, có cây cỏ tùm lum vậy? Đâu? Đứng đây, quay. Đâu? Kìa, nó nằm ở đây kìa. Nó nằm đây kìa. Ghê quá. Đã thiệt. Nó bị kẹt cây luôn hả? Nó lên nó bị kẹt cây. Cũng còn non không? Hả? Non hả dạ? Không biết, không, chắc... Ây dạ, nó kẹt con cây á. Gì? Nó kẹt con cây á. Trời ơi, cái chân nó bự hơn, cái này chắc già quá. Nó nhức già rồi. Không non hả? Non hả? Đâu cắt được đi. Không còn được rồi. Bỏ chân. Rồi, đã quá. Anh dạt cái chân bỏ bớt đi anh. Cho nó sạch cái chân đó. Trắng tươi không? Cho nó đỡ nhìn thấy dơ. Đó, dạt cái chân bỏ đi. Wow. Gọt cho nó sạch sẽ bớt. Đó, cắt bỏ cái chân nó cho sạch. Ui. Đi tiếp tục mọi người, mình đi chỗ nào mà nó hơi có cây cối um tùm á, mình thấy hồi nãy mình đi tới chỗ đậu xe, mình đi chỗ nào hái mọi người, quá trời xe người ta đậu, người ta đi hái luôn, mình thấy người ta hái quá trời luôn á, chứ không phải là mình đi hái đâu. Ôi, người Pháp người ta đi hái nấm mùa này người ta hái dữ lắm mọi người. Đây nè mọi người thấy không, người ta đã đi qua người ta hái rồi, người ta bỏ nè, không này nó già rồi nè mọi người, đó nó già rồi người ta bỏ nè, không nè nó cái màu nó nâu rồi nè, bỏ người ta hái, người ta bỏ nhõng cẳng là nhìn. Mê không? Phê không? Hai tay nấm bự chảng, nhõng cẳng lên. Nè, nhìn nè. Trời ơi, nấm ta đi hái trước mình đó, người ta hái xong rồi người ta tàn, người ta bỏ nữa hết chưa? Wow. Tiếp tục thôi ơi. Đó, trời ơi. Hai phê nè nghe, hai tay này là phê nè. Đâu rồi? Ơi, nó bự mọi người. Ôi trời ơi, mà non lắm mọi người ơi. À, non èo luôn. Đây nè. Trời ơi, đã. Cái... À, bị dê đường mô tông nè, đây nè. Nè. Dê đường mô tông, có dê đường mô tông nè. Cái nấm này lên chưa ngộ ha. Ừ, chưa. Đây là dây đường mô tông này, có dao cắt này nó cứng quá. Ở dao cắt mới được. Trời đã, rung rinh nữa kìa. Nó nọt trên mặt đất luôn ha, nhà tay. Ừ. Nó cắt bỏ, dạt bỏ cái đít nó.
Hồi la cơm sao cho nó. Wow bự. Ở đâu con ơi. Trời ơi đã. Phê luôn mọi người. Nhà này vô đường tăng này. Đây là nắm chân cừu nè mọi người. Đó. Chân của con cỡ kêu bằng dê đường mũ tông. Là kêu cái chân cừu tại nó có lông lông này nè mọi người. Là nó lông lông nè. Đó thành ra nó kêu bằng dê đường mũ tông. Bởi không biết dịch tới tiếng Việt là gì luôn á. Nắm ăn rất là ngon luôn. Ngọt mà giòn. Đã lắm mọi người. Ngon lắm. Đâu 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 đâu. À con xèo tay này nè, còn nhỏ xíu nữa. Ừ. Đây. Rồi cái tay này nó non èo èo luôn á người. Nè. Phê luôn á. Non lắm, tay non lắm. Đã thiệt. Đã thiệt, đã thiệt. Trời cái này nó mới lên luôn á mọi người. Nè. Ôi là nó đã. Thấy không? Đùi gà gì. Bự quá sao bự luôn. Phê luôn, phê luôn. Ui, ngon quá, ngon quá. U đây tay nữa. Cái tay này cũng đẹp luôn mọi người. Nè. Ui, 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 em lên liền. Trời ơi, anh đang nói bên kia quá chừng luôn kìa. Chỉ có hai tay bụi chán. Đâu, 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 đâu. Để em kiếm xung quanh ngay còn không. Chỗ nào mà nó có rồi là xung quanh nó có nhiều lắm mọi người. Ghê vậy, đâu, đâu, đâu. Đâu. Nhìn coi, hay có không. Đi thẳng lên hả. Đâu. Rồi giờ muốn sập tối mới có 4:30 tối. 4:30 chiều mà muốn tối thui rồi đó. À quý. À. Trời ơi đã. Đã mọi người ơi. Phê quá sắc phê. Rồi cái nè. Đó, nè. Đã không? Rồi anh cắt đi. Anh cắt xong anh dạt cái chân nó luôn. Ôi. Tê thiệt chứ hả? Này giống như mình cầm mình giật lên thôi nhẹ té vậy. Ừ, nhẹ té. Cắt cái gốc nó bỏ thôi. Cho nó sạch. Đó. Dạt bỏ cắt gốc để cho nó có cái chân năm sau nó ăn á. Năm sau nó mọc tiếp. Đó. Ôi. Hai tay nấm này ngon quá. Ôi, hai tay nấm này nó èo luôn ha. Ừ. Giòn khú khú luôn á. Giòn ngọt liệm luôn. Đã quá. Đâu nãy rồi được nhiêu rồi? Được khoảng 5 kg vậy. Không tới đâu. Cặp nặng lắm. Không có đâu. Nó tới nãy rồi mà. Mới có 4:30 rồi muốn sụp tối rồi. Ở trong đây cây cối um tùm á. Thôi đi ra về. Đi ra về, đi ra về mọi người ơi. Phê quá luôn, bữa nay đi trúng mánh nữa mọi người. À dạ, mới đầu vô lạnh mà. Đi hồi nóng luôn mọi người. Mà nhiệt độ có 9 độ thôi mà đi hồi thì cũng đổ mà hôi nóng luôn. Công nhận. Thích quá là thích luôn rồi. Giờ đi xuống để đi về mọi người. Đi về thôi, đi về thôi. Thu hoạch bội thu rồi. Tiếp tục trúng mánh nè mọi người. Tài đó, ừ, nhìn chắc còn cứng á. Được hả? Thư hả? Tài hả? Rồi, bự ghê ghê là dục rồi hả? Thôi, dục. Phía bên đây. Có không? À, ba này mới lên nè. Này thác lộ rồi sao không ai thấy vậy đâu. Nè. Cắt anh, cái này tay này cứng lắm. Wow, trời ơi nó mập rồi kìa. Ôi lò lò. Nấm cái này nè. Nấm này mới đã rồi, nó mới thì lên luôn hả, nó tròn hu à. Cứng rồi. Ừ. Đã. Mới biết thì hái nấm à mọi người. Đâu có biết thì hái nấm lâu đâu, mới biết thôi. Đi lần thứ hai thôi á mà. Trời nó mê lắm mọi người ơi. Nó mê chưa từng thấy luôn, giống như Việt Nam hồi xưa mình đi hái nấm mối á. Trời ơi mà thấy được cái nấm nó mừng mà nó khoái gì đâu mà khoái luôn. Đấy con tay nè, tay này cũng nhỏ nè, tay này cũng non nè. Đây nè, tay này non. Ô mà hư rồi, nó đang thui. Hư rồi nhìn nhỏ nhưng mà nó hư rồi mọi người. Đây có hai tay nè, nó nằm giữa đường luôn mọi người. Bị con gì ăn rồi nè. Con đi mát nó ăn rồi nè. Ờ nó con nó chui vô chính giữa nó ăn nè mọi người. Thấy không? Nó chui nó ăn thấu từ bên đây qua bên kia luôn nè không. À, mà tay này còn non nè, ngon nè. Dành ăn với đi mát là được. Dành ăn được. Đây có con tay nè mình thấy không. Đó mà con đi mát nó chui nó ăn nè. Nó ăn nó chui từ bên đây thấu qua bên kia luôn nè. Lủng thấy luôn. Trời đất ơi. Ờ mà đi còn non. Còn non mọi người. Dành ăn với đi mát được. Ngon. Ờ à. À quý nhiều quá. Ú nhiều quá, chỗ này non hái nó tàn hết rồi nè. Ở tao chỗ này non nè. Tao cũng tàn. Tàn hả? Trời ủ mọi người coi nè, thấy không?
Rồi, đất ơi. Đây nữa nè. Ô, là làm cái chục tay luôn. Tàn hết trơn luôn rồi. Nè. Nè. Trời ơi, uổng ghê không coi nè. Quá tay luôn nè. Tàn hết trơn rồi. Nè. Cái này là nấm xếp mọi người mà tàn hết trơn rồi, đi mát ăn hết trơn. Ồ, phê quá. Mà không hái được. Rừng chỗ này người ta đúng cây đúng củi quá trời luôn, ta lấy lên đúng cây người ta đúng củi nên ta đem về ta đốt vào mùa đông rồi, quá trời luôn nè, đó ta đốt y xèo luôn. Dạ, dạ. Chúng ta đi xuống. Giờ đây có không, chỗ này là chỗ mà cây thông này là phê lắm nè, nhiều lắm nè, hả trời ơi, tao thu vô đây tao thui trời. Mà mình không có, chắc mình cũng không có hái nổi đâu, người ta đi trống lỏng như là người ta đi hái hết rồi mọi người. Đây có cái đường đi xuống, cái này trong đây là thông không mọi người. Rừng thông giống ở Đà Lạt luôn. Rừng thông ở mỗi mùa lạnh quá. Nè thấy bên đây có quá trời nóng luôn nè, chắc tàn hết rồi. Đây là tao nói nó bự bằng hơn bằng tay nữa kìa nè. Trời ơi kìa nè. Nóng mày nóng gì trời, đây nè. Bự ơi là bự luôn. Bự ơi là bự luôn mọi người. Đây nè. Quá trời bự luôn. Nè. Mà nấm này nó tàn hết không phải, chắc không phải nấm xếp luôn rồi. Đây nè. Trời ơi, rừng thông âm u. Cái nấm bự chà bá luôn mà nấm này nó ăn không được luôn. Đạp cái dưới. Nấm màu cam đẹp lắm. Mình không ăn được cho nên mình không có được hái. Hái tầm bậy là ăn là ngấm của đèo. Hả? Nó đang một năm mới hết mọi người. Kết quả bỏ thu không chồng? Bỏ thu. Nấm như đây dưới hồi sáng hồi tháng là một năm mới hết đó. Hả? Kết quả bỏ thu rồi mọi người, trúng mánh, trúng mánh nha. Giờ đi ra về thôi. Thu hoạch bữa nay được nhiêu đây, lấy đem. Ôi là phê quá, phê quá. Tại nào tao thấy nó khổng lồ luôn mọi người. Rồi cái này. Tê thì kia. Ba này cũng đã ha. Ấy sạch sạch không đã ha. Đó, xếp ra hết rồi đó. Đừng một rổ nè mọi người. Anh cân thử cái tay nắm mà. Cái tay nắm bự nhất rồi nha. Thì qua đây kìa. Này nó cân đồng hồ thôi chứ cân kia cân không đủ luôn. Trời ơi. Tay nắm này đạt kỷ lục rồi mọi người. Nè. 700 700 gần 800 gram mọi người. Trời ơi cái tay nắm rồi nè. Hú hồn luôn. Ôi là lo cái tay nấm mà còn non ngon lắm mọi người, trắng tươi rồi nha. Còn non ngon lắm luôn á, mà tại mưa hay sao nó rút nước ở trong á, sao nó nặng chữ gì không biết nữa. Ôi là 750 đi, 750 gram đi. Trời ơi hú hồn. Còn tay thứ gì coi anh, để tay thứ gì nữa coi. Trời ơi phê. Tay thứ gì, tay thì chắc nửa ký gì. Trời 600 gram nè, nửa tớ gì nè. Nè mọi người, 600 gram nè. Ôi ơi nấm 600 gram mà tay này thì non ngon nha, tay này non ngon hen, tay này còn ngon. Ôi là nó đã phê thiệt chứ. Hết rồi cái 5 kg. Đây nè, mấy tay nấm này mới ngon nè mọi người. Đó, thấy không? Non eo eo luôn nè. Non lắm luôn á. Không nhận nó mập thiệt á, bằng bự bằng bàn tay luôn mọi người thấy không? Nè. Nó bự bằng bàn tay nè, mập ú tay này non, nó mới gì lên luôn nè. Ngon lắm. Tới mức mới tướng ngon rồi. Cái này nó ngon ngon tới mức là cái tay có anh cầm vậy nè ha. Non eo luôn á, đá gì đâu luôn mọi người. Đó, thu hoạch bữa nay được chỉ cái nấm này thôi, hôm nay cái này cũng có nấm đùi gà thôi mọi người, không có nhiều. Đó, hôm nay thu hoạch được nhiêu đây, giờ kết thúc video ở đây nha. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Nếu mà trời thời tiết đẹp là tuần sau đi hái nấm nữa được á mọi người. Mọi người nhớ theo dõi nghe đi hái nấm tiếp tục nha. Bye bye cả nhà nghe, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye.